Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Bảo nè. Và là một ngày mới bắt đầu, hôm nay chúng ta sẽ đọc phần Gia đình tôi là một cơn ác mộng, tôi có nên cắt đứt với gia đình mình. Hay quá mọi người, mình biết là không phải là cái này là trường hợp đa số, nó chỉ là thiểu số thôi. Nhưng mà vô tình một cách nào đó thì nó lại khá khớp với nhiều người, nhất là trong cái thời kỳ mà Covid nè. Rồi thời buổi hiện giờ nó rất là nhiều áp lực vô hình. Có nhiều lúc mọi người hay nói là có gì đâu, có làm cái gì đâu mà bị trầm cảm, có làm cái gì đâu mà áp lực, làm gì đâu mà phải lo lắng này kia. Hồi xưa ông bà cực hơn rất nhiều. Thì thật ra là mỗi thời đại nó sẽ có một cái áp lực riêng, một cái suy nghĩ riêng. Nên là lúc mà mình thấy cái phần này nè, xong mình nghĩ là thôi mình cứ đọc đi, rồi mong là nó sẽ đến được với các bạn cần nó, để có thể tìm ra được một cái giải pháp nào đó hữu ích trong cái cuộc sống này. Gia đình tôi là một cơn ác mộng, tôi có nên cắt đứt với gia đình mình? Khi trưởng thành, chúng ta có xu hướng thấy rằng trí óc là hoàn toàn của riêng ta, và chúng ta chu du khắp thế giới, tự do lựa chọn bằng đầu óc, lý trí của mình. Tất cả gia đình đó giờ bị hoài nghi bởi các nhà tâm lý học và các nhà khoa học thần kinh, nhưng chúng vẫn còn nguyên vẹn cho đến trước Thế chiến thứ hai, khi các cựu chiến binh đặt ra một vấn đề mới cho các bác sĩ tâm thần. Tại sao vấn đề tâm lý của họ trở nên tồi tệ hơn khi họ trở về với gia đình? Dường như bạn cũng đang gặp phải một vấn đề tương tự. Tại sao gia đình vẫn ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta đến thế? Thập niên 1940 chứng kiến sự ra đời của một ý tưởng mới trong trị liệu tâm lý. Chúng ta không phải bẩm sinh đã mang những nét tính cách cố định, mà nó được nhào nặn thông qua các mối quan hệ với người khác. Ý tưởng này đã trở thành trọng tâm trong nghiên cứu của bác sĩ tâm thần Murray Bowen, người bắt đầu chuyển hướng tập trung từ cá nhân sang một sự thấu hiểu về gia đình như những hệ thống cảm xúc con người. Ông đã làm việc với nhiều trường hợp bị tâm thần phân liệt, nhưng nghiên cứu về gia đình khiến ông nhận ra rằng có một điều gì đó hoạt động theo thể thức liên tục. Ông nói rằng các gia đình khác nhau về mặt định lượng chứ không khác biệt về mặt định tính, và rằng trong tất cả chúng ta đều có một chút bệnh tâm thần phân liệt, bị cuốn vào một ma trận. Qua đây, Bowen muốn nói rằng chính xác cái cách chúng ta hành xử cạnh nhau đã góp phần vào sự phát triển của sức khỏe cảm xúc hoặc những chứng rối loạn tâm lý như bệnh tâm thần phân liệt ở người khác. Hành vi của ta liên tục giúp đỡ hoặc gây trở ngại cho người khác và ảnh hưởng đến hành vi của họ. Chúng ta đánh giá, đòi hỏi họ dành tình cảm cho mình và không thừa nhận nhu cầu tình cảm của họ. Chúng ta nghe và gặp mặt họ, rồi nói thẳng cho họ, và chúng ta không tiếp xúc với họ nữa mà chỉ tự chiêm nghiệm. Chúng ta mong đợi nhiều từ họ, đặc biệt là những lối hành xử nhất định, rồi chúng ta thất vọng và nổi giận khi chuyện không được như ấy. Đối với gia đình, đặc biệt là với cha mẹ, chúng ta làm tất cả những chuyện này theo cách cực đoan và dữ dội hơn nhiều. Cường độ cảm xúc của sự kết nối giữa người trong một nhà với nhau làm tăng mức độ ảnh hưởng lẫn nhau, đặc biệt là cách cha mẹ tái khẳng định hoặc thách thức về thực tế và ý thức về tầm quan trọng, thậm chí là sự tồn tại của đứa trẻ trong thế giới, theo những cách giúp chúng phát triển bản ngã độc lập và rõ ràng, hoặc nếu không thì sẽ làm bản ngã phụ thuộc, mờ nhạt, không ngừng tìm kiếm sự công nhận và ủng hộ từ người khác. Những ai có khả năng khiến bản ngã khác biệt rõ ràng đều có khả năng tách biệt suy nghĩ và cảm giác để khéo léo đối mặt với nỗi lo lắng và duy trì được tính cách cá nhân của họ. Thậm chí ngay cả trong tập thể gia đình, những ai có khả năng khác biệt thấp hơn thì mang xu hướng trải nghiệm một kiểu hợp nhất về cảm xúc trong gia đình. Họ cảm nhận những gì mà tập thể đang cảm nhận, đoán trước nhu cầu của các thành viên trong gia đình và giúp giữ cho hệ thống được cân bằng. Giới hạn của họ không vững chắc và họ hành động theo lợi ích của nhóm chứ không phải của họ. Theo một phương diện nào đó, họ đã đánh mất bản thân khi ở trong tập thể. Sức mạnh trong sự gắn kết. Bowen nói rằng về phương diện tiến hóa, các gia đình được phát triển để bảo vệ, che chở và nuôi dưỡng các thành viên. Và để làm được việc này, mỗi tập thể gia đình cần đến sự hợp tác và gắn kết. Chúng ta đều hợp tác mà, đúng không? Tuy nhiên, các quy tắc và yêu cầu không được nói rõ ràng. Các thành viên trong gia đình tự luận xem gia đình cần gì từ họ để đáp ứng, khiến cho tất cả mọi người được vui vẻ. Điều này có nghĩa là để gia đình đạt được sự gắn kết, những cách thức sẽ cản trở khả năng khác biệt của thành viên gia đình và đòi hỏi một số thành viên trong gia đình phải đóng những vai trò gây khó chịu và gây ảnh hưởng tiêu cực với họ. Chẳng hạn,
trong các gia đình có một phụ huynh nghiện rượu thì người còn lại có thể phải đứng ra giải quyết rắc rối do người nghiện rượu gây ra, nên những đứa con trong nhà phải gánh vác phần việc còn lại trên phương diện làm cha mẹ. Một đứa trẻ có thể trở thành người chăm sóc chính, đứa khác thì làm người pha trò, đứa nữa thì hứng mọi chuyện buồn phiền trong gia đình để những người còn lại không phải thấy buồn. Khả năng khác biệt là việc ta có thể tự tìm đường đi bằng hệ thống dẫn đường của riêng mình, thay vì liên tục nhìn qua ống nhòm để xem người khác đang ở vị trí nào. Cắt đứt để trốn thoát. Bowen đã xác định được một phương pháp phổ biến mà chúng ta dùng để thoát khỏi vai trò khó chịu và lỗi thời trong gia đình mà không cần phải xử lý chúng, mà ông gọi là cắt đứt cảm xúc. Chúng ta cho rằng nếu mình tạo một khoảng cách giữa bản thân và những thành viên gia đình khác thì chúng ta sẽ thoát được khỏi lối hành xử và cảm nhận mà chúng ta thường có khi ở bên họ. Tuy nhiên, Bowen cho rằng cách này không hiệu quả. Vai trò giúp duy trì hệ thống gia đình của chúng ta là thứ vẫn đeo đẳng chúng ta, vì chúng là một phần của chúng ta rồi, mặc dù chúng được phát triển trong một hệ thống gia đình. Nếu những vai này không còn hoạt động trong hệ thống của gia đình ban đầu nữa, vì chúng ta đã cắt đứt quan hệ với người thân, thì chúng vẫn sẽ trồi lên trong một mối quan hệ mới sau này. Sau thời kỳ trăng mật ngắn với mọi chuyện có vẻ tốt đẹp, mặc dù việc cắt đứt quan hệ có thể ngay lập tức làm ta cảm thấy nhẹ nhõm và được giải thoát, nhưng các thói quen phản ứng của chúng ta trong bất kỳ mối quan hệ nào thì vẫn giữ nguyên và sẽ tiếp tục lặp lại. Thành thử, trong cái mối quan hệ mới, chúng ta thường rơi vào suy nghĩ, ôi không, lại nữa rồi. Mặt khác, khi một ai đó hứa sẽ quay về với gia đình sau một khoảng thời gian cắt đứt quan hệ, mọi chuyện lại có xu hướng trở nên mất kiểm soát, bởi lẽ những cảm xúc thúc đẩy người đó rời xa gia đình vẫn còn đang sục sôi bên trong. Những tương tác cũ lại lộ ra chỉ sau vài giờ tiếp xúc, dẫn đến sự lạnh nhạt và những vấn đề ngấm ngầm nghiêm trọng, hoặc những màn gào thét, hấp lóc và kích động. Chẳng hạn, bạn có thể đã giải quyết cắt đứt với các thành viên trong gia đình vì đã phát ốm với việc bị đổ lỗi cho tất cả mọi việc, rồi lại thấy cha mẹ ngày càng lo lắng. Còn các anh chị em thì tìm cách xoa dịu sự căng thẳng bằng cách nài nỉ bạn đi khỏi nhà. Đó là bởi vì các thành viên trong gia đình đang cố gắng tái cân bằng hệ thống gia đình, giống như một chiếc điện thoại di động mỏng manh trong một cơn gió mạnh. Bằng cách loại trừ bạn ra khỏi hệ thống đang ở trong quá trình tái cân bằng mà không có bạn. Vậy thì tôi nên quay về nhà hay là tôi tránh xa? Bowen rút ra được một điểm khác biệt giữa ly khai và tách biệt, và chính điều thứ hai mới mang lại khả năng thay đổi tích cực. Đây là một cách để có được sự độc lập, chứ không chỉ là khoảng cách, thông qua việc xác định và tuân theo các mục tiêu độc lập của riêng bạn, trong khi vẫn nhìn nhận chúng là một phần của hệ thống gia đình. Thông qua việc xác định được các vai trò của bản thân trong gia đình, các mô hình mối quan hệ, cách mà ta góp phần vào những mô hình ấy, chúng ta có thể hủy bỏ chúng và cuối cùng đứng vào vị thế mạnh mẽ hơn nhiều để có thể tự do lựa chọn những phản ứng cá nhân trong mọi hình thức mối quan hệ. Cũng như rất nhiều thử thách về tình cảm, sự thay đổi bắt đầu với việc tạm ngưng chế độ tự động trước đây đủ lâu để nhìn nhận các phản ứng của bạn và những điều đang xảy ra ngay tại đây và ngay lúc này trong chính bản thân bạn, thay vì nơi những thành viên còn lại trong gia đình. Chúng khiến bạn bị rối trí, phải không? Vũ điệu đi rồi đó vẫn có một sức hấp dẫn không thể chối cãi. Bạn khó mà ngừng chú ý đến vũ đạp xoáy tiết đó để mà nhìn vào chính bản thân. Nhưng hãy cứ theo dõi đi, sẽ sớm chuyển sang một giai điệu mới thôi. Cái này là một phần nhỏ thôi, sẽ tầm 7 đến 8 phút, nhưng mà nó bao quát tình hình của một số bạn hiện nay. Nó có một phương pháp để giải quyết mà mình cảm thấy vừa hợp tình và vừa hợp lý, và mình rất mong là video này có thể đến được với những bạn cần nó. Và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh, chúng ta có thể gặp nhau ở nhiều video khác hơn nữa nha. Tạm biệt mọi người.